Xong bị tên là hiệu trưởng. Thêm một bản nữa đi, bản nữa là 2200. Lời cầu nguyện. Chúng tôi đại biểu một nguyện trân trọng kính mời Ngài Đức Quốc Công Hoàng đế Việt Nam Đạo Minh Quân, kính mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, thành viên đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước, thành kính trang nghiêm dâng lời cầu nguyện. Lạy Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phổ đạo trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát hòa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Hoàng đế Việt Nam Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ương Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần kính yêu của chúng con đã tuân xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính mời Hoàng đế Việt Nam Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình của Ngọc Nguyễn. Trân trọng. Xong, chúng ta đã dừng lời cầu nguyện xong. Thì tối nay là coi như là giao thừa rồi đó, cho nên chúng ta cũng được một cái bài của tổng thống gửi cho người dân Việt Nam chúng ta. Chúng tôi sẽ đọc cái bài này cho quý vị thấy được là Ngài luôn luôn quan tâm đến người dân trong mọi lúc, mọi thời gian, mọi hoàn cảnh. Chính Ngài không có quên cái chuyện gì hết trơn. Trong cái tư tưởng của Ngài là chỉ nghĩ tới người dân thôi, chứ không có nghĩ với đất nước Việt Nam thôi, chứ không có nghĩ tới chuyện gì khác hết trơn. Vì cho nên chúng ta cố gắng tập trung nghe những cái lời vàng ngọc của Ngài đã cho chúng ta và trong cái bài này ha. Đào Minh Quân, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bell Box 2807, Anaheim, Cali 92814. Nhận định. Tinh thần Đào Minh Quân là gì? Ngày 31 tháng 12, 2021. Thưa tất cả quý tướng lãnh, đại biểu, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa đồng bào, hôm nay là ngày cuối năm, thời gian qua quá nhanh, thấm thoát,
chính phủ chúng ta đã phục vụ đồng bào trên dưới 31 năm. Thay vì làm bản báo cáo, văn phòng thường trực chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời xin đưa theo văn bản lời kêu gọi của Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và các lực lượng kháng chiến nội địa đã công bố ngày 4 tháng 8 2021 để trình lên đồng bào và quý giáo chức những cảm nghĩ thô thiển của chúng tôi. Rất mong được mọi người nhiệt tình đón nhận. Thưa quý vị và các bạn, hiện trạng của thế giới đang bị họa cộng sản làm cho khuynh đảo trắng đen. Ngay cả lòng yêu nước, tinh thần thượng tôn pháp luật, tính khí anh hùng mã thượng của con người cũng đang bị bọn truyền thông bất lương và loại khoa bảng buôn bán chuyển nghĩa và loại và loại khoa bảng buôn bán chủ nghĩa kiếm ăn làm cho hoen ố. Dựa vào khuyết điểm của chủ nghĩa tư bản và cộng sản, chúng đẻ ra cái gọi là lý thuyết thực dụng, với mục đích đưa đẩy nhân loại vào vòng nô lệ vật chất, chỉ biết lấy kết quả kiếm được tiền là giá trị của thành công, mà quên đi tất cả lương tri và liêm sĩ của con người. Tại Việt Nam, xã hội hiện do bọn cộng sản khống chế, dù chúng chỉ là loại cặn bã của xã hội, tay sai tàu cộng, chữ nghĩa không có, nhưng với bản chất vô thần, không còn nhân tính và thể diện, cộng thêm thủ đoạn gian ác, trộm cắp, lừa đảo có sẵn, nên đương nhiên chúng không thể điều hành đất nước như một chính quyền, mà chỉ dùng bọn công an vô loại, sai đâu làm đó, để khống chế người dân, đã biến nước ta thành khuôn mẫu của một xã hội thực dân mới. Thành phố với những biệt thự xa hoa, nhà hàng sang trọng, có bọn xướng ca vô loại phụ họa để cung phụng cho quan tham và con cháu chúng nó, cùng với những khách trú ngoại quốc. Còn tuyệt đại đa số dân chúng thì lầm than như một đàn nô lệ, bán thân bán sức để nuôi miệng, được đi lao nô hay được bán làm gái cho ngoại nhân thì phải đút lót tranh giành như một ân huệ. Chung cư do bọn cộng sản làm chủ thì bỏ trống không ít, còn dân thì ngủ bờ ngủ bụi đầu đường xó chợ, không dám than mà chẳng dám kêu ca. Thực trạng xã hội Việt Nam quá tệ hại, không thể che giấu được, nên bọn truyền thông bất lương phải dùng nhiều mánh khóe rất xảo trá để che mắt hay hướng dẫn quần chúng. Bọn bất lương này cũng đưa ra những tệ trạng xã hội, cũng binh vực cho những nhà đấu tranh, cũng lên án những sai phạm của bọn cầm quyền. Nhưng nếu chúng ta chịu khó nhận xét thì sẽ thấy ngay chân tướng của bọn Việt gian này. Ví dụ như gần đây chúng đưa ra chuyện mẹ kế đánh con 3 tuổi đến chết tại quận 1 Sài Gòn là chuyện không bao giờ xảy ra dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau khi chê bai cộng sản lấy lệ, chúng lại đưa ra những chuyện tồi tệ tại Phi Châu, một nơi xã hội còn rất kém văn minh, để mọi người so sánh nên tạm nguôi ngoai. Hay chúng lên tiếng cho những nhà đấu tranh trong nước với mưu mô vận động thính giả hỗ trợ, nhưng khi can thiệp thì lại
nó bị chạy, nó cứ bị chạy. Ví dụ như gần đây chúng đưa ra chuyện mẹ kế đánh con 3 tuổi đánh chết tại quận 1, Sài Gòn là chuyện không bao giờ xảy ra dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau khi chê bai Cộng sản Lý Lệ, chúng lại đưa ra những chuyện tồi tệ tại Phi Châu, một nơi xã hội còn rất kém văn minh, để mọi người so sánh nên tạm nguôi ngoai. Hay chúng lên tiếng cho những nhà đấu tranh trong nước với mưu mô vận động thính giả hỗ trợ, nhưng khi can thiệp thì lại chỉ nhắc đến những tên công an, đảng viên Cộng sản gộc để bọn này được đi Mỹ, như trường hợp chứng kiến chúng lên tiếng cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Phạm Văn Lợi, nhưng lại vận động cho lũ công an hình sự Cộng sản Việt Nam như Tạ Phong Tần, Điếu Cày, vân vân đến Mỹ. Nên nhớ những phóng viên xứ ngôn viên các đài Việt ngữ như VOA, BBC, RFA, RFI là những con cháu Cộng sản Việt Nam, và những tên viết bài phần đông là những tên khoa bảng vô lương tâm, chỉ biết tiền là trên hết. Nếu ai có chút bình tâm suy nghĩ, ắt cũng phải nhìn ra rằng cướp của giết người là cộng sản, bắt giam người cũng là cộng sản, quan tòa cũng là cộng sản, viện kiểm sát hay các ủy ban cũng là cộng sản. Tất cả đều là cá mè một thứ, sối lan một nồi. Tất cả là một cái lưới, cái rọ phủ chụp lên đầu nhân dân. Sự xâm lược và thống trị của bọn vô thần cộng sản cùng với sự đàn áp dã man của chúng đã và đang dẫy đầy tội ác tràn lan trên quê hương Việt Nam từ gần một thế kỷ nay, tưởng như dân ta không bao giờ thoát được. Vì thế, Việt Nam rất cần một vị lãnh đạo biết yêu nước, thương dân, có kiến thức, biết hy sinh, đồng cam cộng khổ, đầy lòng nhiệt huyết, đạo đức và chân thành, biết kết nối những bi thương thành sức mạnh để thắp sáng lên niềm tin cho toàn dân. Sau gần một thế kỷ bị đám mây mù cộng sản bao phủ trên quê hương, người đó phải biết dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Được dân chúng yêu thương, tôn kính, biết nhẫn nại, chịu đựng để hồi sinh sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà ngày nay hầu như mọi người bắt đầu nhìn ra một vị thiên sứ tài đức vẹn toàn, có thể giúp cho nước ta dẹp yên hiểm họa cộng sản, lấy lại đất tổ, phục hưng nòi giống, đem lại an bình và hạnh phúc lâu dài cho toàn dân. Người đó không ai khác hơn chính là ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài không những là một đại thiên sứ của Thượng Đế đang mang ánh sáng công lý, hòa bình và hy vọng đến cho dân tộc chúng ta, còn là niềm tin yêu, là vị thiên thần bảo vệ chúng ta trước sự tấn công của loài ác ma quỷ đỏ. Mọi lúc, mọi nơi, ngài chính là vị thầy tận tụy, kiên nhẫn, nâng đỡ, dạy dỗ, giúp chúng ta biết nhận định giữa sự thật và dối trá, biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chính tà, để gột rửa cho chúng ta sự u ám, mê muội của tà thuyết cộng sản, giúp chúng ta phục hồi truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất, anh dũng của tổ tiên, và riêng mối đạo đức với nền văn hiến hơn 4.000 năm của dân tộc Đại Việt. Ngài đang dâng hiến cho chúng ta nhiều kho tàng vô giá của tình yêu thương, trí tuệ, trí huệ và sự tự tin qua chủ thuyết tân dân chủ, chiến lược duy thực lực cộng, để dẫn dắt chúng ta tiến vào một cuộc cách mạng tăng trị với mục đích
lấy lại đất tổ, cứu cánh không làm khổ dân, chủ trương bỏ cộng còn việc, và đường lối việc không giết việc. Ngài đã ban cho chúng ta những bài học vô cùng giá trị để phục hồi nhân chủ Việt. Qua 7 bài học làm người chân chính, thập bát thức, huấn thị điều hành, căn bản và những phương cách để làm người công bộc thiện lành của dân, Ngài cũng đang cảm hóa những nhân viên công lực vô lương cộng sản, kể cả an ninh và công an, để biến họ thành những con người lương thiện, có tình yêu thương, biết hồi tâm chuyển ý, biết suy nghĩ, để không còn muốn làm tình, làm tội, sát hại dân lành. Không những thế, Ngài còn đem tâm sức của mình để huấn luyện cho những thành viên trong chính phủ có được tinh thần đào minh quân, để giúp dân cứu nước, xây dựng lại quốc gia. Những đồng nghiệp của Ngài đang được tôi luyện từ tâm thức đến tâm linh, từ suy nghĩ đến lý luận, thực tiễn thông minh tuyệt vời. Những con người hiền lành, lương thiện, bình thường đang trở thành những nhà hùng biện đầy trí tuệ, với những trái tim rực lửa yêu thương, đầy nhân bản, mạnh mẽ phát biểu trên các làn sóng truyền thông của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, như Cục Dân Vận, Truyền thông Công Lý, Duy Thật Lực Cộng, Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu và Thất Đại Hồng Tinh và Thập Bát Tú, tạo thành những làn sóng tâm linh vô hình nhưng đầy uy lực, đang làm bọn cộng sản thất thần lo sợ. Vậy tinh thần đào minh quân là gì? Có phải tinh thần đó chính là lòng yêu nước thiết tha, tình thương tha nhân đậm đà, tinh thần vị tha, nhẫn nại, phục vụ vô bờ bến? Không phải đã có hơn 300 tờ báo quốc tế ca ngợi công đức của Ngài, và chính những nhà truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế cũng đã đăng tải những thành tựu vĩ đại của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hay sao? Có phải trang mạng http://www.xn-on-ton là đón tổng thống gob.com là cái trang đón tổng thống đã vượt qua 1.153.162 lượt người ghi tên, và hệ thống trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýt.us đã có hơn 10 triệu người Việt Nam trên khắp thế giới đã bầu cho Ngài làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa hay không? Những điều này chứng minh lòng dân đang hướng về Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Như chúng ta đã biết, cho dù bọn truyền thông bất lương bưng bít, nhưng thành quả và thắng lợi của phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, từ trong quá khứ và hiện tại, cùng với tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, đã nói lên tài đức và trí tuệ lãnh đạo của Ngài chói sáng, không những trong lịch sử Việt Nam cận đại, mà cả lịch sử thế giới, hầu như chưa có ai so sánh được. Chúng tôi xin đơn cử vài trường hợp điển hình như sau. Số 1. Tại chiến trường vùng hỏa tuyến Quảng Trị, đơn vị do Ngài chỉ huy không có bị tổn thất, mà còn bảo toàn lực lượng cho đến ngày tan hàng. Số 2. Con tàu VNKG-0602 do Ngài chỉ huy vượt đại dương, dù bị Thái Lan cướp 14 lần cũng an toàn đến Mã Lai, và tất cả 524 người lên trên tàu đã hoàn toàn bình yên. Thứ ba, ngay khi đến Hoa Kỳ ngày 14 tháng 8 1980, 2 tuần sau Ngài đã tiếp tục sự nghiệp giải cứu đất nước
bằng cách tham gia lực lượng người Việt quốc gia ngày 2 tháng 9 1980. Khi gia đình tạm ổn định, ngài đã thành lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, và năm 1987 đã viết ra bản tuyên ngôn kỷ nguyên Tân Dân, tạo ra trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại Nam Cali. Khi bọn cộng sản nộp đơn xin vinh danh tên Hồ Chí Minh tại UNESCO năm 1989, cả cộng đồng người Việt quốc gia đã chống đối mà chưa có kết quả. Nhưng ngài Đức Quốc Công nhập cuộc, đã dùng biện pháp so sánh dấu vân tay của Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc, đánh bại tan tành âm mưu của cộng sản một cách khoa học nhẹ nhàng. Thứ tư, chỉ vài năm sau khi đến Hoa Kỳ, ngài đã là chủ nhân của hãng Dow Computer và công ty Clone Master nổi tiếng, và trở thành triệu phú đầu tiên trong cộng đồng người Việt trên thế giới, cũng là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất nhận vinh dự là thành viên chủ nhân của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ Oscomit năm 1990. Thứ năm, ngài đã hóa giải một nghị thành đô bằng cách kêu gọi thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thành công. Sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, ngài đã hy sinh xin lỗi tất cả tài sản và tâm huyết để giúp 200.000 người Việt tại 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á. Ngài đồng thời đã lập bia thờ ngũ vị thần tướng và các chiến sĩ vô danh, xây thánh miếu, dựng kỳ đài và căn cứ tù nghĩa đường tại sa mạc Adelanto. Ngài đã cùng các nhà khoa học sáng tạo hệ thống trưng cầu dân ý tân tiến nhất thế giới. Thứ sáu, sau khi nhận trọng nhiệm tổng thống, ngài đã hoàn tất bản hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và triệu tập được quốc hội khóa một. Quan trọng hơn hết là ngài đã toàn thắng vụ kiện Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam 38.000 tỷ Mỹ Kim với phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế số ONC 201215 ngày 14 tháng 4 2021, là một vụ thắng kiện long trời lở đất vĩ đại nhất hành tinh. Thứ bảy, điều nếu bất nhất là tuy tạo được những thành quả vô tiền khoáng hậu như vậy, nhưng ngài luôn yêu thương, bình dị, khiêm tốn và chân thành với mọi người. Cho dù chúng tôi luôn coi ngài như là một người cha, một người thầy, một cách chỉ huy nghiêm khắc, nhưng trên gương mặt hiền hòa của ngài, nụ cười nồng nàn, cảm thông lúc nào cũng sẵn sàng, tươi mát những tâm hồn khô khan nhất. Có thể nói từ xưa đến nay, trong suốt mạch sống lịch sử của Việt Nam và thế giới, chưa ai tạo được những thành quả như ngài Đức Quốc Công. Chỉ có bàn tay của Đấng Thiêng Liêng mới sáng tạo được những trận thế như vậy mà thôi. Tấm gương kiên trì, hy sinh, nhẫn nại, giúp dân cứu nước của ngài Đức Quốc Công và các tướng, tá, đại biểu, thành viên, đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đại ta Việt Nam Cộng Hòa, ngày càng rực sáng hào quang, đang củng cố thêm niềm tin vững mạnh của đồng bào Việt Nam. Tinh thần hy sinh, bao dung, độ lượng và sự lãnh đạo nhu hòa của ngài như ánh đuốc thiên soi đường cho mục tiêu giải trừ chế độ ma mị tà quyền cộng sản tại Việt Nam và trên toàn thế giới, sẽ đem yêu thương, hạnh phúc và tự do no ấm đến cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đã đến lúc người Việt Nam và cả thế giới phải biết rằng cộng sản Việt Nam chiếm được Sài Gòn ngày 30 tháng 4 1975 không phải vì tứ dân Minh đầu hàng, không phải quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận buông súng vì hèn nhát. Họ và nhân dân miền Nam anh dũng buông súng vì không muốn chiến tranh.
vì không muốn thêm máu đổ lệ rơi. Họ buông súng để quê hương không còn bị chia cắt. Họ buông súng vì không muốn bom rơi đang nổ. Họ buông súng chỉ vì năm chữ hòa bình cho Việt Nam. Họ buông súng chỉ vì chấp nhận nhẫn nhục để xây dựng tương lai cho các thế hệ con em mai sau. Nhưng nay sau gần một thế kỷ cầm quyền, Cộng sản Việt Nam đã lộ rõ là những kẻ tay sai giặc Tàu, khinh miệt đồng bào, áp bức lê dân, nên chắc chắn những người Việt Nam những Việt Nam còn có biết còn khí tiết cha ông, còn hào khí dân tộc, còn mạch sống thiêng liêng của dòng dấn Lạc Hồng, nhất định sẽ vùng lên tiêu diệt chế độ cộng sản, nhất định không cho chúng đày đọa dân ta, không cho chúng cày nát thêm quê cha đất tổ. Cứ nhìn những tên cộng sản chỉ là loại tép riêu địa phương, loại dân phòng, dân phố, xã đội, cũng khiến cho người dân phải co rút cúi đầu bao nhiêu năm nay. Chỉ cần một tên công an phường đeo băng đỏ cũng đã đầy quy lực có thể chặn đứng một đoàn người dân bắt trình giấy tờ mà ai cũng phải khúm núm tuân lệnh. Đủ biết cộng sản Việt Nam hung ác tàn bạo đang khống chế người dân trong nước ra sao. Trong bức tâm thư gửi cho chúng ta, ngài Đức Quốc Công đã dạy rằng cuộc sống luôn có nhân quả, sẽ luôn công bằng, có trước có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình, chính chúng ta mới hiểu được mình là ai, điều gì có thể làm được thì nên làm, không cần bi quan vì chẳng giúp được gì thêm. Hãy lạc quan và tự tin. Chúng ta là những người hữu thần. Hãy nhớ cầu nguyện và tự tin vào sự nhiệm màu, điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Một ngày mới hạnh phúc đang đến với tất cả anh chị em. Cầu chúc cho mọi người luôn bình an, tinh tấn. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng. Đây ngày đây. Ê. Sáng quá không có thấy rõ à. Nhưng mà nè, nó nhìn nó rõ rồi. Đó. Chúng ta thấy ngài như là một thầy tu không? Khi chúng ta có ngài, chúng ta sẽ được bình yên. Vì ngài là một tổng thống vạn năng, là một hoàng vị hoàng đế tối cao trên những trên tất cả những vị hoàng đế luôn. Cho nên chúng ta sẽ được bình yên khi chúng ta có ngài hoàng đế vạn an. Chúng ta sẽ nói như vậy, chúng ta sẽ gọi ngài là ngài hoàng đế vạn an, đem mọi bình an về cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta kính cảm ơn ngài và cũng chúc ngài và bảo quyến của ngài cũng như là đại gia đình Việt Nam Cộng Hòa, đại gia đình Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ được một đêm giao thừa bình yên và hạnh phúc với người thân.
để chúng ta chuẩn bị sẽ được đón tiếp một ngày Đại Hoàng đế Vạn An trên phương Việt Nam, đem thanh bình muôn đời về cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Dạ, chúng tôi trân trọng kính đáng ngài. Chúng tôi thấy ngài luôn luôn nhớ với chúng ta, bất cứ những cái ngày lễ, ngày gì quan trọng của dân tộc Việt Nam, ngài cũng không bao giờ ngài quên chúng ta. Cho dù ngài vẫn còn ở nửa dòng trái đất, để chúng ta mới hiểu được cái tấm lòng của ngài bao la, thương chúng ta đến cái mức độ nào. Cho nên chúng tôi may mắn, dù chưa có được gặp mặt ngài lần nào hết á, vì làm như là chúng tôi không được cái, chưa có đủ cái phước để gặp ngài, cho nên chúng tôi không có cơ hội đến tụng cái đường để mà cùng với lại quý đồng niệm. Nhưng trong tim chúng tôi lúc nào cũng có ngài, và hình ảnh tụng nghĩa đường đối với chúng tôi là mẹ Việt Nam thứ hai, đã nuôi dưỡng những đại hiếu tử cùng nhau trên đường phục quốc và kiến quốc. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp cái bản nhạc này ha. Xin gửi đến cái bài đón giao thừa bữa nay nha, đằng tại ngày mai thì nó tình, ngày mai khi chúng tôi lên thì hình như nó trễ rồi, thấy không? Ngày mai là 31 thì chúng ta đón giao thừa, nghe nhạc giao thừa coi như là mấy ngày luôn đi. Đón 2 ngày luôn đi, ngày mai với ngày mai. Cái phải cái nét tân nhạc này sao nó không có cái năm cũ. À đây,
quên nữa, mình không để chữ nhạc nên nó không có ra nhạc. Rồi mình kiếm cái nhạc đổ giao thừa mà nó lại ra cái gì đâu không nhỉ? Ngày mai mới nghe nhạc đổ giao thừa thì bữa nay nó mới có 30. Ủa bữa nay là 31. Là tối nay là giao thừa, đúng rồi. Tối nay giao thừa bên đây là tối nay cũng giao thừa bên Việt Nam luôn nè, phải rồi. Thì bây giờ mình nghe được rồi phải không? Mình để cái chữ đón giao thừa không thì nó không ra nhạc. Nhạc đón giao thừa. Nhạc đón xuân. Nhạc đón xuân đi. Nghe cái bài nhạc đón xuân. Hãy subscribe.
Đang nghe vậy thôi thì chúng tôi cũng sắp hết giờ rồi. Dạ, chúng tôi là đại biểu Mục Nguyễn, trân trọng kính chào ngài Đức Quốc Công, Hoàng đế Vạn An, Đại Minh Quân và phu nhân, với tất cả với quý bộ tư lệnh chủ lực toàn quốc và tất cả những người Việt nước. Chúng tôi cũng kính lời chúc mừng năm mới đến ngài Hoàng đế Vạn An, Đại Minh Quân và Bảo Quyến và đại gia đình Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa được một đêm giao thừa thật là hạnh phúc, để chúng ta chờ đón những ngày mới thật an lành từ hồng ân của Chúa và sự yêu thương của ngài Hoàng đế Vạn An sẽ đem đến cho chúng ta. Chúng tôi cũng mến chào tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ các em bác tí. Kính chúc tất cả mọi người đều được những điều mà thánh thiện nhất từ Chúa đã muốn cho chúng ta sẽ được như vậy. Bây giờ thì chúng ta chuẩn bị ăn mừng năm mới ở bên Tây gọi là Tết Tây, và chúng ta sẽ chuẩn bị Tết ta một ngày gần đây nữa. Rất mong là sau cái Tết ta của chúng ta thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ được hoàn toàn những gì mà hạnh phúc nhất từ Hoàng đế Vạn An Đại Minh Quân đem về cho dân tộc Việt Nam. Trân trọng, bye bye. Chúng ta cũng không quên ba lời thề son sắt là dân tộc Việt Nam bất khuất, cương thổ Việt Nam bất phân và nhân dân Việt Nam bất ly. Bye bye.